Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với video của Hùng. Chúng ta đến với trận đấu đôi nam của giải cầu lông Badminton Unlimited được tổ chức bởi anh Quốc Việt Badminton. Phía gần màn hình là cặp đôi Hưng Đức của Bắc Ninh, phía xa màn hình là cặp đôi Long Tô của Quảng Ninh. Đây sẽ là một trận đấu rất hay, mời mọi người cùng theo dõi. Và bây giờ thì Hùng lại sang bên kia live stream trận đấu ở sân bên kia đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trận tiếp theo là các vận động viên thi đấu trên bảng D, Việt Tú, Hiếu Hùng và Đức Nghĩa Triệu Hải, các vận động viên chuẩn bị. Thank you.
Thank you.
Nước non gì không? Em vừa đi. Đấy, thằng thắng trận này nhất bảng là ăn trận tứ kết là có giải. Có tiền tối đi mấy tay rồi. Thả kết quả nữa.